giá đất tăng cao, 1.000 mét vuông đất nông nghiệp có giá hàng tỷ đồng. Vì vậy, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất nông nghiệp tại tiểu khu 263B, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý, thuộc địa giới hành chính thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra liên tục. Nó thả gỗ xuống cái đường này hả chú? Đây là những cái sợi sắt mà lâm tặc dùng để đốt cái những cái cành nhánh thông nha các bạn. Sắt ở trong cái lốp xe máy á. Thưa quý vị và các bạn, hiện Văn Long, phóng viên báo điện tử Dân Việt đang có mặt tại hiện trường một vụ phá rừng thông tại tiểu khu 263B, lâm phần do Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý. Địa giới hành chính thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực này thì có khoảng 60 cây thông đã bị các đối tượng phá rừng dùng cưa và máy múc cắt hạ. Sau đó những cái phần gốc sẽ được máy múc múc lên rồi chôn xuống đất, mở đường. Chủ yếu khu vực này bị phá rừng để với mục đích là chiếm đất. 263B. Đây nha các bạn, khu vực phá rừng thì có view rất là đẹp, nhìn hướng về ủy ban thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Từ đây thì những cái diện tích đất mà đã có sổ thì có giá rất là cao, chủ yếu là người ta mua những khu vực đất đã có view. Những gốc thông đều bị cắt sát mặt đất, sau đó một số đối tượng đã dùng đất và lá cây để lấp lên nhằm phi tang, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo nguồn tin của phóng viên được biết thì cái khu vực này, cái đất mà đã có sổ thì nó có giá đến 1 tỷ một sào. Vì vậy là cái khu vực này, cái đất nó rất là sốt. Vì vậy các đối tượng lâm tặc liên tục thực hiện những vụ phá rừng để lấn chiếm đất. Mới đây nhất, cơ quan chức năng phát hiện hơn 40 cây thông ba lá trên 20 năm tuổi bị cưa hạ sát gốc, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tại hiện trường, những cây thông có đường kính từ 15 đến 40 cm bị cưa hạ, cắt thành lóng để đưa ra khỏi rừng. Phần gốc bị các đối tượng phá rừng, lấp đất và lá cây lên bề mặt để che mắt cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng phá rừng còn sử dụng máy múc để mở đường nhằm tạo đường ranh, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Cắt lên. Trước lúc phát hiện là cắt trước đó là một ngày đấy anh. Trước cắt trước một ngày khi đối tượng vừa cắt vừa lấy đất phủ lên, lấp lại nhằm che giấu cái sự là cắt cây trái phép. Trên cái diện tích bị thiệt hại này là 1.380 m², là có hiện tại là có 41 gốc thông còn tại hiện trường, còn lâm sản đã mang ra khỏi hiện trường khoảng 15 đến 20 m. Đây là trong quá trình họ cắt xong thì đối tượng đã mở đường vào thì họ đã đào gốc thông này lên, gốc thông này còn nguyên tại hiện trường đây, đào gốc thông này lên và mở đường đi vào trong. Thế khi mà họ múc lên thì cái gốc này họ phi tang bằng cái hình thức như nào anh? Khi mà họ múc lên rồi họ phi tang bằng hình thức là lấp, lấy đất lấp lại. À, có nghĩa là chôn cái gốc xuống. Lấy đất chôn gốc xuống nhằm che mắt lực lượng chức năng. Riêng cái khu vực Nam Ban với tiểu khu 263 thì từ đầu năm đến giờ là xảy ra 3 vụ phá rừng mà mục đích là chủ yếu là lấn chiếm đất. Có 2 vụ thì là hủy hoại cây và dùng khoan điện để khoan vào cây và bơm thuốc hóa chất độc hại, còn một vụ thì cắt hàng loạt nhưng mà cắt sát gốc xong rồi dùng đất bột để phủ lên cái gốc cây hòng tránh cái sự phát hiện của lực lượng quản lý bảo vệ rừng, và một vụ là vào 12 giờ đêm là thực hiện đưa máy múc lên để san để lấn chiếm đất. Còn thiệt hại của 3 cái vụ đấy thì là chủ yếu là thiệt hại về cây rừng, tức là cắt hạ cây thì diện tích thiệt hại hết khoảng tầm chưa tới 1 hectare, nhưng mà nó nằm rải rác.